chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đến ngày 21 tháng 8, đường truyền Internet mới được khôi phục. Đại học FPT trở thành trường đầu tiên ở Việt Nam có khóa đào tạo công dân điện tử trong kỷ nguyên công nghệ số. Trong phần tin quốc tế, Pokemon Go vẫn chưa hề giảm nhiệt khi mới đây tại Hồng Kông đã diễn ra sự kiện săn Pokemon tập thể đầu tiên. Thưa quý vị, theo thông báo của Trung tâm Điều hành Tuyến cáp AAG, dự kiến đến 6 giờ sáng ngày 21 tháng 8 tới, việc khắc phục sự cố hàn nối các cáp nhánh S11 hướng Hồng Kông và S1B hướng Singapore của tuyến cáp AAG mới được hoàn tất, khôi phục 100% kênh truyền trên tuyến. Trong lần cáp quang biển AAG gặp sự cố này, do có tới 2 cáp nhánh bị đứt nên thời gian khắc phục sẽ bị kéo dài hơn. Cụ thể, đối với cáp nhánh S1B hướng Singapore, dự kiến hoàn tất mối hàn cuối vào khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 8. Việc chôn cáp nhánh S1B Singapore sẽ được hoàn tất vào 5 giờ ngày 18 tháng 8. Còn với cáp nhánh S11 hướng Hồng Kông, dự kiến tàu sửa cáp hoàn tất việc chôn cáp vào 6 giờ sáng ngày 21 tháng 8. Được biết, vào lúc 17 giờ 35 ngày 2 tháng 8 năm 2016, tuyến cáp AAG đã bị đứt đoạn, khiến người dùng Internet tại Việt Nam khi sử dụng các dịch vụ kết nối hướng đi quốc tế như web, email, video sẽ bị chậm. Trước những băn khoăn về việc quy đổi chứng chỉ tin học như việc quy định chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức và viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đang triển khai trước ngày thông tư liên tịch này có hiệu lực, thi hành từ ngày 28 tháng 4 năm 2014, vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên là căn cứ theo quy định tại thông tư 03 ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giải trí tại gia, công ty điện tử Samsung Vina ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội đã chính thức giới thiệu Samsung Soundbar HVK950, sản phẩm loa thanh đầu tiên của ngành hàng nghe nhìn, được tích hợp công nghệ Dolby Atmos danh tiếng. HVK950 đem lại âm thanh vòm 5.1.4 kênh, đầy sống động để người dùng có thể xem phim tại nhà, với chất lượng âm thanh như rạp chiếu phim. Bộ loa thanh HVK950 gồm một loa chính, một loa siêu trầm và hai loa vệ tinh, tất cả đều kết nối không dây. K950 đem đến hệ thống âm thanh tích hợp 15 loa driver, gồm 11 loa đánh ngang và 4 loa đánh trần, tạo nên âm thanh vòm 5.1.4 kênh dày, sâu và đủ lớn, không chỉ cho cả không gian phòng mà còn tái tạo tinh tế, trung thực đến từng chi tiết nhỏ những âm thanh trong phim. Theo trải nghiệm thực tế của nhóm phóng viên công nghệ VTC thì trong không gian khoảng 30m², ở mọi vị trí ngồi, người dùng đều có thể cảm nhận thưởng thức âm thanh chuẩn như rạp phim. Bên cạnh đó, Samsung cũng tích hợp công nghệ kết nối không dây hiện đại cho bộ loa này để với chiếc điện thoại hay máy tính bảng kết nối Internet, người dùng hoàn toàn có thể điều khiển hệ thống loa giải trí như mong muốn. Giá của chọn bộ loa rạp phim HVK950 dự kiến là 29.990.000 đồng và sẽ có mặt tại Việt Nam từ cuối tháng 8 này. Tiếp tục là một số thông tin trong nước đáng chú ý khác. Thành phố Đà Nẵng vừa vận hành đường dây nóng qua tổng đài 1022 để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Phạm vi tiếp nhận và xử lý thông tin đóng góp từ người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm mọi phản ánh về cơ sở, đơn vị kinh tế tham gia chuỗi canh tác chế biến, giết mổ sản xuất, cung ứng và kinh doanh thực phẩm đã không thực hiện đúng theo những quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm của pháp luật hiện hành. Theo số liệu của hãng nghiên cứu kinh tế toàn cầu Oxford Economics Mỹ, sự tăng trưởng về mật độ Internet di động từ năm 2010 đã đóng góp 3,7 tỷ đô la Mỹ vào GDP,
và tạo ra gần 140.000 việc làm mới tại Việt Nam. Trong tương lai gần, Oxford Economics dự báo sự tăng trưởng công nghệ Internet di động tại Việt Nam sẽ ngang bằng với tốc độ tăng trưởng dự báo của khu vực ASEAN, như mật độ thuê bao sẽ tăng gấp đôi từ nay cho đến năm 2020, đạt xấp xỉ 80%, hay sự bùng nổ công nghệ Internet di động sẽ góp phần nâng cao GDP thêm 5,1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Đào tạo công dân điện tử, công dân số là một trong những yếu tố quan trọng trong xu hướng xây dựng chính quyền điện tử. Xác định rõ được điều này, thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, một số đơn vị tại Việt Nam còn đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp để hình thành các công dân điện tử trong thời đại số. Đó là đào tạo kỹ năng kiểm soát hành vi khi online, sử dụng thành thạo công cụ Internet, thậm chí là giáo dục cách chơi game đúng mức. Là thế hệ học sinh đầu tiên được tiếp thu nội dung công dân số trong trường học, em Trần Hoàng Long vô cùng hào hứng, bởi lẽ đến với nội dung này, Long sẽ học được cách nhận biết các nội dung thật giả trên Facebook, học cách bảo vệ an toàn cho tài khoản cá nhân trong khi dùng mạng xã hội này. Em thấy hay nhất là ở phần hướng dẫn sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý. Các thầy cô đã hướng dẫn em sử dụng mạng xã hội tỉnh táo. Trước những cái trang ví dụ như lừa đảo hay là những cái mã độc hay virus có thể làm hại đến máy tính của chúng ta. Không những vậy, khóa học công dân số còn chia sẻ nhiều nội dung gần gũi với thực tế như cách sử dụng các tính năng cơ bản của YouTube, Google, mua sắm, thanh toán trực tuyến đảm bảo an toàn. Thậm chí là game online cũng được lựa chọn làm thành một nội dung trong khóa học. Theo các giáo viên, một khi đã truy cập vào môi trường mạng, các em học sinh đã để lại dấu chân của mình trên đó. Do đó, để tiếp xúc với môi trường này, chỉ khi các em đã đủ kiến thức và hiểu biết thì mới có thể bảo vệ mình trên môi trường mạng. Chúng ta phân biệt được nick nào nick giả, nick nào nick thật và giúp ta được diệt được các phần mềm virus và giúp ta có thể biết được những trang mạng là tốt hay xấu. Em muốn khi học xong em sẽ biết cách phân biệt những thông tin giả mạo và lừa đảo trên mạng để tránh các thiệt hại. Được đưa vào nó như là một cái ý tưởng để khởi nguồn cho việc xây dựng cái chương trình hướng nghiệp trong thời đại số cho học sinh. Thế thì cái chương trình này ấy, thì nhằm là trang bị cho học sinh những cái kiến thức, những cái thái độ và kỹ năng để phân tích và hiểu sâu được về đặc điểm của bản thân mình, rồi đặc điểm của nghề nghiệp và nhu cầu của xã hội, và từ đó thì giúp các em sẽ lựa chọn được một cái nghề nghiệp nó phù hợp với bản thân. Đào tạo công dân số yêu cầu học sinh thực hành điều họ học và áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề và phát triển kỹ năng. Các chuyên gia cho rằng phương pháp học mới này sẽ giúp các em học cách xử lý thông tin nhanh chóng, tận dụng tri thức và kỹ năng công nghệ trước những cơ hội nghề nghiệp sau này. Những cái hành vi và những cái hoạt động của các bạn trên mạng là đều sẽ bị ghi nhận lại. Giống như là tôi nói vui là có câu là ngày xưa cụ nói là 100 năm bia đá cũng mòn, 1000 năm bia miệng cũng vẫn còn chơi chơi. Nhưng bây giờ thì đúng là 100 năm bia đá cũng mòn mà 1000 năm bia mạng thì nó vẫn còn chơi chơi thôi. Đấy, thế nên là cái dấu chân của các bạn ở trên mạng là nó gần như không bao giờ mất. Tức là các bạn là làm gì, hành động gì, các bạn cư xử như thế nào trên mạng, phát ngôn ra làm sao thì tất cả nó đều giữ lại trên mạng hết. Ngay cả khi các bạn có xóa thì những trang khác nó cũng sẽ dùng cái thông tin đấy. Đấy, thì đâm ra là chúng ta cần phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta để lại cái gì đó trên mạng. Đến thời điểm này, trường Trung học Phổ thông FPT là trường học đầu tiên tại Việt Nam đã chọn công dân số là một nội dung quan trọng trong chương trình hướng nghiệp cho học sinh, với mong muốn mỗi học sinh sau khi ra trường sẽ được trang bị những kiến thức, công cụ và kỹ năng để trở thành một công dân điện tử đích thực trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.